nước không tiêu thoát, cộng với việc không được khắc phục sửa chữa kịp thời, nên gần một năm nay, gần 100 hộ dân sinh sống trên trục đường 39A, đoạn ngã tư Lực Điền, thuộc địa phận xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, phải sống trong cảnh nước ngập quanh năm. Theo người dân phản ánh, đoạn đường trên hễ cứ mưa là ngập, trời mưa to nước ngập cả vào trong nhà, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống gần đó. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do nước bị ứ đọng, cống thoát nước bị tắc, cộng với lưu lượng phương tiện qua lại đông, dẫn đến đường bị sụt lún sâu, lại không có biển cảnh báo nên nhiều phương tiện qua đây đã gặp sự cố. Mỗi một lần mưa là chúng tôi còn phải đóng cả cửa cuốn xuống để cho nước nó không dình vào nhà. Có những hôm phải đỗ xe lại để xi nhan không cho ô tô vượt qua thì rất là nguy hiểm. Rất nhiều xe máy bị đổ rồi. Ô tô thì bắt tì lê. Chúng tôi người dân không biết làm thế nào cả, cũng chỉ mong làm sao các cấp có thẩm quyền nhanh vào cuộc để xử lý cho bà con chúng tôi.